Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán thính giả thông mến. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuỗi chương trình hỏi đáp cùng chuyên gia hiểu về mắt con từ A tới Z, Chương trình nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Cool Doctor và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thông mến, có rất là nhiều phụ huynh lo lắng trước hai thực trạng đang diễn ra với trẻ. Thứ nhất là bệnh về mắt thưa quý vị, đặc biệt là cận thị. Thứ hai đó là việc trẻ đang dành quá nhiều thời gian mỗi ngày và tiếp xúc rất là gần khi xem các thiết bị điện tử như là điện thoại, iPad hay là TV. Như vậy thì một câu hỏi được đặt ra là có mối liên quan như thế nào giữa các thiết bị điện tử với bệnh ở mắt của trẻ? Và thưa quý vị, để trả lời câu hỏi này thì thanh giáo xin mời quý vị và các bạn, đặc biệt là các mẹ, chúng ta sẽ cùng theo dõi những thông tin kiến thức rất là hữu ích trong buổi trò chuyện ngày hôm nay với chủ đề là ánh sáng xanh tác hại tích lũy gây tổn thương mắt trẻ. À, và kính thưa tất cả quý vị, khán thính giả thân mến, vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong số phát sóng ngày hôm nay. Thanh Rác xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác Phạm Thị Minh Châu, là Phó trưởng khoa mắt trẻ em của Bệnh viện mắt Trung ương. Và dạ, xin được kính chào bác sĩ Châu ạ. À. Dạ, xin chào Thanh Rác, xin chào tất cả quý vị. Dạ vâng ạ, à, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác Minh Châu đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trong buổi trò chuyện ngày hôm nay quý vị nhé. Dạ, thưa bác Châu cũng như là thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, việc mà chúng ta sử dụng các thiết bị điện tử có phát ra ánh sáng xanh thì đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, nhưng cũng đang dấy lên rất là nhiều lo ngại về tác động đến sức khỏe mắt, đặc biệt là ở trẻ em. Dù là một chủ đề rất là quen thuộc nhưng mà Thanh Rớp nghĩ rằng có nhiều phụ huynh vẫn chưa hiểu rõ Yếu tố nào thì có thể gây ra ảnh hưởng đến mắt và giảm chất lượng thị giác ở trẻ? À, chính vì thế, thanh giáo xin phép gửi một vài câu hỏi nhờ bác Châu có thể tư vấn cụ thể trong số phát sóng ngày hôm nay để tất cả quý vị khán giả và đặc biệt là các mẹ chúng ta có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. À, và trước tiên thì ngày hôm nay chúng ta đề cập đến ánh sáng xanh thì nhờ bác Châu có thể giải thích rõ hơn ánh sáng xanh là gì để cho các quý vị có thể cùng theo dõi và hiểu rõ hơn vấn đề này thưa bác sĩ Châu. Dạ, Wow, rất vui mừng khi có mặt ở đây hôm nay. Dạ à, ờ, như mọi người đều biết thì ánh sáng xanh có sóng ngắn phổ từ 380 đến 500 nanomet có năng lượng cao được chia thành hai loại là ánh sáng màu xanh tím và ánh sáng màu xanh ngọc thì cả hai loại ánh sáng xanh đấy đều đi qua giác mạc thể thủy tinh và đã đến võng mạc của con người. À, ánh sáng xanh thì có thể có thành phần trong tự nhiên trong ánh sáng uh, trong ánh sáng mặt trời và nó làm cho quy định cái uh, phân biệt ngày đêm thường buổi sáng thì cái ánh sáng xanh nó sẽ nhiều hơn buổi tối sẽ thấp hơn để chúng ta có thể ngủ Ngon hơn. và bên cạnh nguồn ánh sáng tự nhiên thì chúng ta có nguồn ánh sáng xanh bắt nguồn từ nguồn ánh sáng nhân tạo dạ vâng ạ à. à, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ ngay phần đầu tiên của bác Châu à, với những chia sẻ vừa rồi thì bác Châu cũng cho chúng ta một cái nhìn rất là khái quát về ánh sáng xanh và có cả nguồn ánh sáng tự nhiên lẫn nhân tạo như vậy thì ánh sáng xanh từ nguồn nhân tạo thì có ở những đâu thưa bác Châu Ờ, thường ánh sáng nhân tạo thì cái công nghệ màn hình LED hiện nay thì là được uh, sử dụng cái ánh sáng xanh là một uh, là sử dụng nhiều nhất và đặc biệt là các thiết bị điện tử hiện nay là toàn bộ chúng ta sử dụng làm dùng ánh sáng màn hình công nghệ màn hình LED là trong đó chủ yếu là ánh sáng xanh Dạ vâng ạ. Và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thông mến, theo số liệu từ báo cáo thực trạng sử dụng thiết bị điện tử khi ăn của trẻ dưới 6 tuổi tại Việt Nam vào năm 2021 và một số yếu tố liên quan chỉ ra rằng có đến 69,61% trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng thiết bị giải trí điện tử trong bữa ăn và hầu hết là trẻ sử dụng thiết bị điện tử trong suốt quá trình ăn. Trong đó thì trẻ nam chiếm đến 73,30%, trẻ nữ thì chiếm 59,30%. Và về tần suất sử dụng thiết bị điện tử khi ăn của trẻ thì có đến 49,77% trẻ thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử khi ăn, 37,56% trẻ thỉnh thoảng sử dụng. Và đó là những số liệu chỉ vào năm 2021 thôi, nhưng vào năm 2024 thì Thanh Rắp nghĩ rằng có những số liệu còn tăng cao hơn nữa, đến mức mà VKB à, ô phải báo động và giống lên một hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều và quá sớm tại Việt Nam. À, chính vì thế, xin hỏi bác Châu cụ thể hơn trong số phát sóng ngày hôm nay là thực trạng này có thể làm tổn thương thị lực của trẻ như thế nào và có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng về mắt à, trong tương lai của trẻ ra sao thưa bác sĩ? Dạ, như mọi người vừa nghe cái con số số liệu mà MC Thanh Rap vừa nói với chúng ta, cái tỷ là cái thực trạng ở việt nam là như vậy hiện giờ thì các bằng mẹ đang đang có thêm một bà mẹ mới là bà mẹ về thiết bị điện tử giúp cho con mình có thể ăn nhiều hơn, khỏe hơn. Nhưng đấy chúng ta làm mới tăng cường về cái thể trạng của con. Nhưng ngược lại chúng ta đã vô tình chúng ta làm cho con tiếp xúc với cái thiết bị điện tử quá nhiều. Khi với những nghiên cứu hiện nay của chúng tôi thì khi việc tiếp xúc với trang thiết bị điện tử nhiều trong một thời gian nhìn gần nhiều trong một thời gian liên tục sẽ làm cho mắt của mắt sẽ bị mỏi rất là nhiều và nguy nguy cơ gây à, khởi phát cận thị cũng như tiến triển cận thị và khi cận thị ở mức độ nào đó nó dẫn đến là cận thị bệnh lý gây ra những cái bệnh lý tổn thương sâu ở trong võng mạc và gây ra những cái uh, biến chứng gây mù lòa không thể hồi phục được và một trong những cái tác hại nữa là cái việc mà sử dụng các trang thiết bị điện tử có kèm thêm sử dụng chủ yếu là công nghệ màn hình LED là công nghệ ánh sáng xanh cũng là một trong những nguy cơ gây tổn hại Tích lũy trong cái vùng võng mạc của bé Với các cái chuyên gia của Thế, Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các chuyên gia uh, Chuyên về khúc xạ Chúng tôi ước tính rằng với những cái Thực trạng như hiện nay Thì 80-90% trẻ em thành thị Ở Việt Nam sẽ có nguy cơ Mắc cận thị vào năm 2050 Cấu trúc mắt của trẻ Tương tự như người lớn Nó là một cái trục thị giác trẻ em đang Trong cái quá trình phát triển Ví dụ như là cái thể thủy tinh của chúng ta uh, Với cái ánh sáng xanh Uh, tự nhiên hay nhân tạo thì chỉ hấp thu 30%. Nhưng trẻ đang trong quá trình lớn thì cái thể thủy tinh cũng như cái dịch kính hoặc võng mạc nó có thể hấp thu 100% cái ánh sáng xanh. Chính vì thế nên cái việc mà nó gây tổn hại cái nguy cơ tổn hại tích lũy võng, võng mạc vùng võng mạc và vùng hoàng điểm là cái vùng mà uh, cho chúng ta thị lực tốt nhất và chính cái bệnh cận thị bệnh lý đấy sẽ gây ra nguy cơ mù loà không khắc phục được trong tương lai của trẻ. Vì vậy, hiện nay thực trạng sử dụng các cái trang thiết bị điện tử liên tục trong một thời gian dài đối với các em bé là nguy cơ gây ảnh hưởng đến cái chất lượng thị giác của các em sau này. Có những yếu tố nguy cơ chúng ta nhìn thấy, ví dụ như tăng cường cái hội chứng thị giác màn hình, tức là làm cho mắt nó rất là mỏi, khô mắt, tăng tiết, chảy nước mắt rất là nhiều, có nguy cơ khởi phát cũng như tiến triển của cận thị và nguy cơ gây đến những cái cận thị bệnh lý và những cái nguy cơ giảm thị lực sau này và chúng ta biết rằng là 80% các lượng thông tin chúng ta thu nhận là qua thị giác. Chính vì vậy chúng ta cần phải có một cái chế độ bảo vệ hợp lý để sao cho chúng ta có một cái chất lượng thị giác tốt nhất trong tương lai. Ừ, dạ vâng ạ, Tiến rếp hoàn toàn đồng ý với những điều mà bác Châu vừa chia sẻ thực sự mà nói thì đôi mắt chúng ta vô cùng quan trọng vì vậy việc mà chúng ta chăm sóc và bảo vệ đôi mắt của con em mình ngay từ nhỏ là một điều vô cùng cần thiết à, tuy nhiên Thanh đó cũng nhận thấy một điều là trong thời đại ngày nay để mà tránh xa hoặc là chúng ta tách biệt hoàn toàn với các thiết bị điện tử là một cái điều mà gần như là nó hoàn toàn không thể bởi vì à, các thiết bị điện tử nó giúp ích rất là nhiều trong cuộc sống ngày nay giúp cho mình có thể là cung cấp thông tin phục vụ cho việc học, việc làm và việc giải trí đều thông qua các thiết bị điện tử mỗi ngày như vậy thì xin hỏi bác Châu là ngay từ bây giờ phụ huynh chúng ta cần phải làm gì để có thể giảm tác hại tích lũy cho mắt thưa bác? Dạ, để các em bé nhà chúng ta có một cái chất lượng thị giác tốt nhất trong tương lai đấy là lời khuyên của các bác sĩ mắt trẻ em như chúng tôi trước hết là chúng ta sẽ quy định cái thời gian sử dụng các trang thiết bị nhìn gần thấy rằng nó còn theo lứa tuổi cơ nhưng chúng ta thường là Đối với trẻ em dưới 5 tuổi thì chúng ta nên là dưới 1 tiếng một ngày hoặc là trong quá trình các con sử dụng thì các con nên có tuân theo cái quy tắc 20 20 20 tức là cứ sử dụng khoảng 20 phút trong vòng 20 phút 30 phút chúng ta cho các con nghỉ ngơi khoảng 20 thực tế là 20 giây nhưng chúng ta càng nhiều càng tốt tức là 15, 20 phút, 30 phút nhìn xa 20 feet tức là trong vòng cự ly trên 6 m để cho các con thả lỏng được điều tiết ra. Cái thứ ba nữa là chúng ta đảm bảo cái môi trường ánh sáng sao cho nó tự nhiên nhất. Tiếp nữa là chúng ta có thể làm giãn dần cái khoảng cách chúng ta sử dụng thiết bị trang thiết bị điện tử. Các bạn biết rằng là ví dụ iPad bé hơn uh, màn hình điện thoại bé hơn màn hình ipad bé hơn màn hình tv và chính vì thế nên chúng ta cái khoảng cách nhìn gần của điện thoại nó sẽ gần hơn so với màn hình tivi. thì khi chúng ta càng tăng cái khoảng cách nhìn thì nó làm cho cái cơ cái mắt của chúng ta được thả lỏng nhiều hơn. chính vì vậy nên tôi cũng khuyên là nếu mà các con có học online, ấy, các bố mẹ nên chuyển sang máy vi tính hoặc là tivi thì nó sẽ tốt hơn là các con sử dụng bằng cái thiết bị điện thoại. cái thứ nữa là chúng ta nên có tăng cường cái hoạt động ngoài trời. mà những cái vận động ngoài trời chúng ta còn tăng cường thể lực cho em bé nhà chúng ta. À, và điểm quan trọng nữa là chúng ta cần nên bổ sung dinh dưỡng những cái thực phẩm dinh dưỡng mà tốt cho mắt à, mắt là một cái cấu trúc nhìn chúng ta nhìn nhỏ bé như vậy nhưng cái cấu trúc rất là phức tạp và trong mắt có một điểm quan trọng đặc biệt chúng ta gọi là điểm vàng điểm vàng là cái vùng mà chúng ta cho thị lực tốt nhất và tại sao nó, mổ, nó gọi là điểm vàng vì chính nó màu vàng là nó có tích lũy cái tập trung nồng độ Uh, lutein và zeaxanthin nhiều nhất. Uh, các nghiên cứu hiện nay thấy rằng là cái như cái chất thực phẩm mà có tính tinh chất của lutein và zeaxanthin lại là cái hai cái chất mà có thể hấp thụ được vào vùng hoàng, vùng hoàng điểm nhiều nhất bởi vì nó tập trung nhiều nhất và cái lutein và zeaxanthin được coi như là một cái cơ chế bảo vệ chống với cái uh, như chúng ta nói là tác hại của ánh sáng xanh. Khi ở trẻ nhỏ thì cái ánh sáng xanh nó được hấp thụ đi qua các thành phần thể thủy tinh vào võng mạc 100%. Vậy cái việc mà hấp thụ Lutein và Zeaxanthin cũng được là tốt nhất ở vùng võng mạc và vùng hoàng điểm. Nó được coi như là một cái lá chắn bảo vệ tự nhiên để chống lại các cái tác dụng, cái sự hấp thu của cái ánh sáng xanh vào trong. Nhưng chúng ta hiểu cái bản chất của uh, cái việc mà khi một cái đâm vào liên tục, chúng ta có một cái lá chắn kiên chắn để có thể bảo vệ được cái vùng hoàng điểm tốt nhất. Bên cạnh đó thì như chúng ta đều biết rằng vitamin A là cái là một cái loại chất rất là tốt cho mắt để nó làm cho các cái quá trình quang thụ là tạo một cái đường dẫn chuyển lên não để cho mắt có chất lượng thị giác tốt nhất. Vậy vitamin A, lutein, zeaxanthin cũng như cái ánh sáng xanh nó có trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Tự nhiên chúng ta có thể dùng các cái thực phẩm như có màu xanh uh, như rau màu xanh đậm nhưng cái thực phẩm rau củ quả có màu vàng màu da cam màu đỏ thậm chí là ở trong một số cái chất đạm của thực vật và động vật và như vậy chúng ta với việc mà chúng ta bổ sung thêm các thành phần dinh dưỡng có thêm nhiều yếu tố lutein zeaxanthin cũng như vitamin A chúng ta sẽ giúp bảo vệ mắt cho con trẻ của chúng ta của cái việc chúng ta đang bị sử dụng cái trang thiết bị điện tử nhiều kèm theo có cái những cái sự tích lũy của cái tác dụng có hại của ánh sáng xanh. Dạ vâng à, xin chân thành cảm ơn những giải pháp đưa ra của bác châu rất là hữu ích trong việc là chúng ta cần phải làm gì để mà có thể bảo vệ đôi mắt của trẻ à, và vừa rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe những thông tin rất là hữu ích từ bác minh châu à, thật vậy việc mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng xanh thông qua các thiết bị điện tử quá nhiều liên tục và ở một cái khoảng cách nó quá gần sẽ làm tổn thương tích lũy đến cấu trúc nhãn cầu À, như là gây khô mắt nặng mỏi mắt hội chứng thị giác màn hình suy giảm thị lực vân vân và chúng ta không thể phủ nhận là những lợi ích kiến thức mà trẻ em thu nhận được từ các thiết bị điện tử như là điện thoại, ipad hay là TV à, tuy nhiên việc chúng ta cần phải cân bằng sử dụng các thiết bị điện tử một cách hợp lý và chăm sóc sức khỏe mắt cho trẻ là một điều vô cùng quan trọng và cần phải được chú trọng ngay từ bây giờ thưa quý vị. Nếu như chúng ta không chú ý đến việc chăm sóc mắt trước tác hại của ánh sáng xanh, thì những tổn thương này có thể tích tụ theo thời gian, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Điều đó có thể khiến đôi mắt của trẻ ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và có hồi phục hơn sau đây. À, chính vì vậy, ngoài việc phân bổ thời gian sử dụng thiết bị điện tử, việc bổ sung các dưỡng chất dành cho mắt, cũng như là thường xuyên thăm khám mắt, theo dõi thông tin chính thống từ các bác, cũng là những cách giúp phụ huynh bảo vệ đôi mắt của con một cách tốt hơn và thời lượng của chương trình ánh sáng xanh tác hại tích lũy tổn thương mắt trẻ đến đại sinh kết thúc. À, thanh đó xin chân thành cảm ơn bác Minh Châu đã giao lưu và đem đến rất là nhiều những cái kiến thức hữu ích trong số phát sóng ngày hôm nay. một lần nữa xin thay mặt cho tất cả quý vị khán thính giả và những người thực hiện chương trình thanh đó xin trân trọng cảm ơn những lời khuyên và những kiến thức rất là hữu ích trong số phát sóng ngày hôm nay của bác Minh Châu ạ. xin chào. À, và trên đó cũng xin trân trọng cảm ơn giảng hàng quân Doctor đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chuỗi chương trình hỏi đáp cùng chuyên gia hiểu về mắt con từ A4Z. và lời cảm ơn cuối cùng gửi đến tất cả quý vị xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình mình chúc quý vị cùng với người thân của mình sẽ có thật nhiều sức khỏe bình an và hạnh phúc còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở các số phát sóng lần sau của chuỗi chương trình này quý vị nhé.